Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Thanh Hóa. Alo, thính giả của điện từ Thanh Hóa phải không ạ? Vâng ạ, em nghe ạ. Vâng, chào chị, câu hỏi của chị là gì thế ạ? À, câu hỏi của em là em muốn hỏi về quan hệ vợ chồng ạ. Vâng, chị nói rõ hơn câu hỏi của mình đi ạ. Vợ chồng em thì quan hệ bình thường, không có trục trặc gì cả, nhưng mà khoảng độ 3 tháng nay ấy chị. Vâng. Anh ấy thì rất giỏi, nhưng mà cứ sau mỗi lần quan hệ thì anh kêu là kiểu là anh cứ bị đau cái da bên ngoài á. Vâng. Đau mỗi lần rất là đau lắm ấy, căng căng mà đau đau. Mà đi khám thì lại kiện tế nhị lại ngại. Anh bảo em là hỏi, em thì bảo anh là gọi điện hỏi, rồi cứ tị nhau, nhưng là hai hôm nay ông quyết định là gọi lên hỏi chương trình ạ. Vâng, tức là gần đây thì anh chồng nhà chị sau khi gần gũi vợ thì thấy đau đúng Vâng không ạ, ạ? vâng ạ, Vâng, đau bên da bên ngoài ạ. bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Dạ, vâng Ừ, ạ. chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Hay nhỉ, không đau bên trong chỉ đau bên ngoài này hả? Thế có nhìn xem cái da bên ngoài nó như thế nào không? Vâng ạ, cái da bên ngoài nó không đỏ, không chớp, không chi cả chị ạ. À, Nhưng thế mà anh cứ kêu là à. anh cứ đau ở bên cái da của cái khớp bên dưới Ở cái khớp. mà cái mặt dưới á. Rồi, thế sinh hoạt hai vợ chồng thì vui vẻ dễ dàng gì? Vâng ạ, Hay dễ là dàng anh bình ấy thường. phải có cần phải hỗ trợ thêm dầu Không nhờn ạ, dầu nhớt gì không? không ạ. Mình vẫn rào rạt thế gì? Bình thường, nhưng mà tội anh đi làm xa cứ khoảng độ 1 tháng hoặc là 20 ngày anh mới về một lần. Mà em nói thật không giấu gì chị, chứ mỗi lần về thì có nghĩa là lại muốn tăng cái tần suất hơn lên. Nếu Bù như đấy. một lần thì nó sẽ không đau, nhưng mà kiểu là trong những ngày ở nhà á thì có khi lại tranh thủ để Thế là mình vâng có ạ. đáp ứng kịp không? Được ạ. À, mình cũng đáp ứng kịp. Không, bởi vì như này, hỏi vậy là vì cũng có thể là do làm việc nhiều mà lại trong tình trạng em năm nay là bao nhiêu tuổi cơ nhỉ? Em năm nay 40 ạ. 40 mà lại Còn trong chồng tình em thì trạng hơn ạ. ví dụ như là có cái câu đùa đùa ấy, không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ khô ấy, thì thường là nó sẽ gây rát. Không Đấy, ạ, anh sẽ đau rát. Ừ. em thì bình thường mà lại còn nói chung là nói như chồng em nói lại còn À, lại còn tràn trề. Thế tốt rồi. Thế trề. thì hay là phải thay đổi lại đi vậy. Thay vì rằng là 20 ngày, 30 ngày mới về, xong rồi lại cứ lại xin bù thế, thì bây giờ lại chịu khó đi lại về hơn vậy. Để giãn nó Dạ. ra. Ừ. Ví dụ như là một lần, hai lần thì bình thường. Ừ. Nhưng mà nếu như mà em hay kêu là nuôi dồn đuối góp á. Đó, bây giờ nói với anh ấy, nếu mà một lần hai lần một ngày không sao, nhưng mà Vâng nếu ạ. mà cứ tăng lên nhiều quá mà nó đau ấy, Dạ. mà lại đau là đau ở phía ra ngoài mà nhìn thì Vâng ạ. không đỏ không xước không Vâng. xác gì đúng Vâng không? ạ. Vâng ạ, căng căng. Nó căng căng thì một là giảm tần suất đi thôi, Dạ. hai là đi khám xem nó là thế nào nếu đau quá. Vâng, đau mà sau mỗi lần anh bảo là nếu như đến khi anh trở về chỗ làm á thì phải đau thêm 1 2 ngày nữa thì mới hết đau. Bắt nó làm việc ghê quá, Dạ. nó không chịu được, nó Dạ. phải phản ứng vậy đúng không? Dạ. Em Anh 40, anh ấy bao nhiêu? 43 ạ. Anh 43 thì 43 Dạ. mà chiến đấu, tất nhiên là nó tùy người, nhưng Tốt đấy ngày ạ. thế thế thì cũng là tốt đúng không? Thế chỉ có Dạ. cái hơi khó chịu thế, Vâng. thôi thì đợi cho Covid nó dịu dịu đi thì rồi đi khám thử xem nó có vấn đề gì không. Nhưng cái cơ bản là nó da rẻ nó chả làm sao cả đúng không, Vâng ạ. và rồi nó cũng lại tự khỏi đúng không? Vâng ạ. Theo em nghĩ thì chắc là cũng do là vừa nhiều mà vừa mạnh. Thì đấy, thế chỉ có mình ở trong cuộc thì mình hai vợ chồng cùng ngồi phân tích với nhau đúng Dạ. không? Đấy, anh nhiều quá xong rồi ôi dồi ôi, lại còn mạnh nữa cho nên nó như thế phải rồi. Thôi cứ từ Bảo từ đấy, ví dụ thế thì mình là người là biết biết nhất. vâng ạ. Chắc nũng vợ đấy nhá. Vâng. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho hai vợ chồng sẽ giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình mãi Vâng mãi ạ, như em thế cảm chị ơn chị nhá. ạ, cảm ơn Vâng. chương trình ạ. Vâng, chào Dạ, chị. vâng ạ.